Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Ad Photoshop, mình là Shin. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau hậu kỳ một cái mặt đứng giống như trên màn hình các bạn đang xem nhé. Đây là file bản vẽ mình sẽ dùng nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đổ màu nền cho phần đất bằng cách mình sử dụng công cụ Magic One Tool này. Mọi người chú ý một vài cái tùy chọn trên thanh tục tính nhé. Tích vào cái kiểm tích Contiguous này. Sau đó các bạn chọn cái phần đất và mình chọn Adjustment này, chọn Solid Color và đổ cho nó một cái màu ghi nhẹ. Các bạn có thể quyết định màu ở phía dưới này. Đó, có thể cho nó hơi ấm một chút. Mình sẽ để nó hơi vàng vàng khoảng từng này đó. Tiếp đến thì mình sẽ thêm phần vật liệu cho bầu trời bằng cách là mình cũng lại sử dụng Magic One Tool này, quay trở lại cái layer bản vẽ và mình chọn vào phần bầu trời đó, chọn hết những cái phần mà có diện tích ở bầu trời, phía trong này cũng có, dưới gầm của cái nhà. Sau đó mình sẽ sang cái hình ảnh, mình sẽ copy cái map này làm cái phần background phía xa, Ctrl A Ctrl C này. Qua bên đây thì các bạn sử dụng thủa phím Ctrl Shift Alt V để dán nó vào, sau đó dùng lệnh Ctrl T nhé, giữ Shift cho bé lại một chút để cái tỷ lệ nó phù hợp với khoảng mà các bạn muốn nhé. Mình sẽ để nó ở khoảng tầm này đó, và mình sẽ cho opacity nhẹ xuống một chút, khoảng tầm 50, để nó nhạt nhạt xuống thôi, mình chỉ cần cái nền nó nhạt khoảng này thôi. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng một cái mask cánh rừng như này để mình đặt vào phía sau. Mình cũng sử dụng thuật phím Ctrl I Ctrl C copy nhé. Qua bên đây thì các bạn giữ Ctrl này, load cái vùng chọn lên, click vào phần mặt nạ nhé, giữ Ctrl click vào, nó sẽ load cái phần vùng chọn. Sau đó mình lại sử dụng thuật phím Ctrl Shift Alt V dán ra. Đó, và mình sẽ cho nó to một chút, Ctrl T cho bệ to một chút như này. Và mình sẽ điều chỉnh cái opacity cho nó nhẹ thôi, ví dụ mình để khoảng tầm 50 hoặc là 30 thôi. Đó, cái phần diện tích phía bên ngoài này nó hơi lộ cái phần nền thì mình có thể sử dụng cái công cụ tẩy này, cho bút to một chút. Các bạn sử dụng phím đóng bằng một con vuông trên bàn phím ấy, và mình có thể tẩy nhẹ đi như này. Đó thì mình sẽ có được một phần diện tích cây thông ở phía sau. Mọi người cũng có thể giữ Alt kéo ra như này để copy, dùng lệnh Ctrl T này, chuột phải chọn Flip Vertical, Flip Horizontal để nó lật qua lật lại theo cái trục đứng ấy. Và mình có một cái diện tích rừng ở phía bên này nữa, đó có thể để khoảng này đó, ví dụ như vậy. Ctrl A Ctrl C để copy nhá. Sau đó các bạn cũng lại giữ Ctrl click vào cái vùng mặt nạ của phần bầu trời để mình load lại cái diện tích này, Ctrl click này. Sau đó mình sẽ dán cái cây ra, Ctrl Shift Alt V, tương tự như những cái đối tượng khác thôi. Và mình sẽ dùng lệnh Ctrl T cho bé lại một chút đó, bé lại một chút như này, đặt cái cây vào các cái vị trí mà các bạn muốn để nhá. Rồi, từ đây thì mình sẽ bắt đầu nhân cái cây ra và điều chỉnh một chút cái opacity. Ví dụ mình nhân ra đây này. Sau đó là mình Ctrl T mình cho bé lại này. Và mình điều chỉnh cho opacity nó nhẹ thôi, khoảng tầm 70 thì nó sẽ mờ mờ đi như này. Đó, ví dụ cái layer này cũng vậy, mình sẽ cho khoảng tầm 60 thôi. Đó, hoặc là 50. Tương tự như vậy thì các bạn lại copy những cái cây khác và điều chỉnh opacity cho nó ít hoặc nhiều để nó tạo được cái độ chuyển nó mềm cho các cái cây của chúng ta. Ở đây mình để khoảng tầm 30 thôi. Và cứ như vậy thì mình sẽ nhân ra những cái cây khác ở những cái vị trí khác và cái opacity nó sẽ khác nhau. Đó, ví dụ khoảng này. Rồi như vậy là mình đã có một vài cây to. Ở đây mình có một cái cây màu hơi vàng vàng nữa, Ctrl I Ctrl C. Và mình dán nó để nhấn một vài cái vị trí nhỏ. Cũng lại giữ Ctrl nhá. Click vào ô mặt nạ này để load vùng chọn, sau đó lại Ctrl Shift Alt V. Đó, mình cho bé xuống một chút, Ctrl T cho nhỏ lại như này. Như vậy là mình đã có được những cái cây to rồi. Tiếp đến thì mình sẽ thêm những cái cây nhỏ nhé, bằng cái cách làm tương tự thôi. Mình cũng dùng Ctrl A, Ctrl C này, copy này. Sau đó cũng lại load, giữ Ctrl click vào mặt nạ này để load lại này, Ctrl Shift Alt V nhé, dán ra. Rồi mình sẽ để cái cây này vào những cái vị trí phía dưới để tạo cái lớp cây cỏ thấp nhé. Cho opacity thấp khoảng tầm 40. Đó, mình kéo ra một vài vị trí khác nhau để cho nó tự nhiên hơn. Mình tẩy phía trên đi. Rồi, như vậy là cái mình đã có cái phần cây này. Tiếp đến thì mình sẽ thêm một vài cái bụi dương xỉ nhỏ, cũng lại Ctrl A Ctrl C này. Đó, sau đó cũng lại Ctrl load cái vùng chọn của bầu trời này, sau đó lại Ctrl Shift Alt V. Và mình cũng lại dùng lệnh Ctrl T và mình nhân ra một vài vị trí khác nhau, điều chỉnh opacity cho nó tự nhiên hơn một chút. Khoảng tầm 50. Sau đó mình nhân ra như này. Đó, để cho cái cây cỏ nó mọc trên cái diện tích bài của chúng ta. Như vậy là mình đã có được các cái lớp cây ở phía trước cũng như là phía sau rồi.
Đến đây thì mình sẽ chọn toàn bộ cái cây và mình group lại nhé, cho nó gọn bài hơn. Chọn như này, Ctrl G, group lại. Tiếp đến thì mình sẽ xử lý vào cái công trình. Đầu tiên đấy là cái phần cột, thì mình cũng lại sử dụng Magic Wand Tool này. Chọn cái background này, mình lấy các cái vùng chọn này, mọi người chọn thì chọn thêm nhé, để lấy các cái vùng chọn khác nhau. Thêm các cái cột này, mình chọn toàn bộ các cái cột. Đó, cái này thì phụ thuộc vào mỗi bài thôi. Sau đó mình chọn Solid Color và đổ cho nó một cái màu đỏ. Đó, mọi người thấy mình đang dùng cái mã này. Ok, tiếp đến là cái phần nhà phía trên thì mình cũng lại chọn cho nó cái màu hơi cam cam một chút, cũng lại sử dụng Magic Wand Tool. Chọn lại lay bản vẽ này, chọn vào cái phần tường nhá. Đây mình có phần tường này. Phần tường. Và mình sẽ chọn luôn cả cái diện tích này luôn. Cái phần này nó cũng sẽ là đổ cái màu giống nhau luôn, thì mình chọn cái công cụ rectangle này. Chọn thì chọn thêm và vẽ thêm vào cái vùng chọn. Như này, đó mình vẽ thêm. Rồi. Và mình cũng lại chọn adjustment này, solid color. Nhưng mà cái màu phía trên này thì mình cho nó hơi cam hơn một chút. Mã màu mình để khoảng tầm này. Ok. Cái màu này thì mình giảm opacity xuống khoảng tầm 70 thôi. Nó nhẹ nhẹ khoảng tầm này thôi, để nó lộ ra cái phần chi tiết của chúng ta phía sau. Ở đây mình có một vài cái khung cửa nhôm kính thì cũng bằng cách tương tự Magic Wand Tool. Mình tạo cái vùng chọn cho các cái ô cửa nhôm kính như này. Và mình đổ cho nó một cái màu nó hơi đỏ đỏ sậm một chút. Hơi sậm khoảng này. Rồi, ví dụ như vậy. Tiếp đến thì mình sẽ tạo giả lập cho cái phần kính ở bên ngoài nhà nhé, cái phản xạ. Mình sẽ lấy một cái map rừng như này. Ctrl A, Ctrl C này. Cũng tạo vùng chọn bằng Magic Wand Tool nhé. Chọn cái layer bản vẽ này, click các cái phần ô cửa sổ này. Ctrl Shift Alt V, dán ra. Và mình điều chỉnh cái cỡ xuống một chút này, đặt nó vị trí xuống thấp một chút khoảng này. Đó, ví dụ tầm này. Đến đây thì mọi người thấy cái map này của mình nó khá là sáng. Thì mình lại load vùng chọn của cái diện tích ô kính nhé. Ctrl click vào layer mask này để load vùng chọn này. Sau đó mình đổ cho nó một cái màu hơi nâu nâu đậm lên trên. Hơi nâu đậm khoảng này, và mình giảm opacity của layer này xuống để tạo cái hiệu ứng kính của mình nó nhẹ nhẹ như này thôi. Đó, ví dụ khoảng tầm này thôi. Thì như vậy là mình đã có được một cái phần phản xạ kính nó hơi mờ mờ một chút. Đây mình giảm opacity xuống nữa. Đó, thì mình sẽ để nó ở khoảng tầm này, hoặc các bạn cũng có thể giảm cả layer của cái map ấy để cho nó mờ mờ thôi, nó không bị quá rõ. Di chuyển một chút như này. Ví dụ mình sẽ để khoảng này. Đến đây thì mình sẽ thêm phần bóng cho cái nhà. Cái ô kính của mình nó sẽ hơi giật vào trong một chút, thế nên mình sẽ phải tạo một cái độ sâu cho phần bóng bằng cách là mình sử dụng cái công cụ Rectangular Magic Tool. Từ đây mọi người lấy cái vùng chọn này, lấy vùng chọn to cả ô kính nhé. Sau đó chọn thì chọn bớt này, vẽ từ góc dưới lên, và cái phần còn lại nó chính là cái phần phản xạ của cái độ sâu ô kính ấy. Đó, tương tự như vậy thì mình cũng lại chọn thì chọn thêm này, vẽ cái vùng bên này, mình làm từng ô một. Sau đó lại chọn thì chọn bớt này, lại vẽ từ dưới lên để bớt đi. Hai cái khoảng này độ sâu nó sẽ khoảng như nhau, mình sẽ để tầm này. Đó, tương tự như vậy thì cái ô kính này cũng thế, mình cũng sẽ lại thì chọn thì chọn thêm này, vẽ vào cho nó cả cái ô to luôn. Sau đó lại chọn thì chọn bớt, vẽ từ dưới lên. Rồi, sau khi có vùng chọn thì mình sẽ sử dụng cái adjustment này, solid color màu đen. Và mình kéo lên trên cùng nhá. Opacity mình cho thấp khoảng tầm 50. Đó, để mình tạo được hiệu ứng bóng giống như là cái nhà của mình nó hơi, cái phần kính nó hơi giật sâu vào trong một chút như này. Rồi, đến đây mình tạo cả cái bóng cho phần cột nữa. Cái phần cột nó sẽ có một cái bóng thấp khoảng như này. Bởi vì cái cột này nằm bên dưới nhà mà, thì nó sẽ có một cái bóng khoảng như này. Mình cũng lại chọn cái solid color này, màu đen này. Đó, trường hợp này thì mọi người tìm đến cái layer của cột nhá, cái màu cột này. Mình để lên cái layer đen này lên ngay trên cái layer màu cột, sau đó mình chọn chuột phải này, chọn Create Clipping Mask để nó clipping vào. Rồi mình sẽ có được một cái kết quả như này. Nó chỉ tác động xuống cái layer phía dưới thôi. Từ đây thì mình sẽ điều chỉnh opacity cho nó thấp một chút, khoảng tầm 50. Đó, ví dụ tầm này thì mình có cái hiệu ứng bóng nhẹ nhẹ lên trên cột. Đến đây thì gần như hoàn thiện rồi, mình sẽ thêm một vài người vào trong bài nhá. Ở đây mình sử dụng mẫu người của Sana, các bạn có thể search trên
Google nhá, ra rất là nhiều cái dạng như này. Mình sẽ copy từng nhóm một này. Ví dụ hai cậu bé này trước, Ctrl C này, Ctrl V. Nếu mọi người đang có một cái đối tượng mà nó có cái nền trắng cũng như là cái phần người màu đen như này thì các bạn ấn Ctrl I để nó load, nó làm ngược lại cái màu. Phần người sẽ thành màu trắng, phần nền màu đen, sau đó mọi người chọn cái chế độ screen thì nó sẽ lọc ra và chúng ta có cái kết quả như này. Đó, ví dụ mình để khoảng tầm này. Tương tự như vậy với những người còn lại. Và hai layer người thì mình cho opacity khoảng tầm 60 thôi, cho nó nhẹ nhẹ một chút như này. Rồi, đến đây thì cơ bản là chúng ta hoàn thiện rồi. Mình sẽ làm thêm một cái bước cuối cùng nữa. Đó là mình sẽ sử dụng một cái mask bê tông như này. Ctrl A, Ctrl C. Mình dán đè lên trên toàn bộ bài nhé. Đè lên trên như này. Dán phủ lên toàn bài như này. Và mình chọn cái chế độ hòa trộn soft light để nó phủ lên một lớp vật liệu giống như bê tông ấy. Mình có thể giảm một chút opacity xuống. Đó, khoảng tầm 40. Như vậy là mình đã hoàn thiện cái bài hậu kỳ mặt đứng rồi. Các bạn có thể tùy biến một vài bước nó khác đi trên bài để tạo ra được cái kết quả khác nhé. Như vậy là mình đã xử lý xong cái bài mặt đứng này rồi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like, share cũng như là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Với những bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn quá trình hậu kỳ Photoshop kiến trúc nội thất, cũng có thể tham gia các cái khóa học online của mình qua fanpage Facebook nhé. Một lần nữa, mình là Trinh đến từ Ad Photoshop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.